Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp với anh chị ha để mà giải đáp một vài cái câu hỏi để trong cái quá trình anh chị ứng dụng được hấp dẫn vào trong công việc của mình hay trong cuộc sống của mình ấy. À, nó có thể giờ giúp các anh chị đạt những kết quả như các anh chị mong muốn vì tôi cũng biết là có rất là nhiều anh chị chúng ta cũng mới bước vào những học tập cũng như câu lạc bộ hoặc là có những anh chị rất là mới chúng ta mới ứng dụng ấy thì chúng ta còn rất là nhiều những cái bỡ ngỡ cũng như những cái thắc mắc thì trong cái buổi tối ngày hôm nay thì tôi cũng giờ à, sẽ giúp cho các anh chị chúng ta giải đáp một vài cái câu hỏi anh chị nhanh để có thể ứng dụng kết quả nó về nhanh hơn tốt hơn vì bản thân Tố anh chị thì trước đây cũng giống như các anh chị ấy, là đã học rất là nhiều các cái chương trình của nhóm học tập cũng như câu lạc bộ và bản thân mình cũng được học qua những cái video qua youtube anh chị đọc sách nhưng mà đôi khi ấy là mình không có được cái sự giải đáp à, và mình làm theo cái sự hiểu biết của mình thì nó chưa có được nhanh nhưng mà qua những cái buổi giải đáp anh chị à, thì tú cũng đã à, nghe được những câu chuyện của rất nhiều anh chị em ứng dụng thành công ừ, nên là sao anh chị? họ chia sẻ là cái cách họ ứng dụng uh, và tôi ứng dụng mà cũng ra kết quả luôn nên là gì? À? Uh, chúng ta cần phải gì? À? Uh, trân trọng cái thời gian để chúng ta có thể giúp đỡ được uh, chính bản thân của mình anh chị nha để có những cái kiến thức uh, cái công thức để giúp cho mình tiến tới mục tiêu của mình nhanh hơn uh, nên là khi trong những lúc mà anh chị nghe cái buổi zoom ấy thì các anh chị cũng phải tập trung thân tâm trí của mình anh chị để làm sao ạ? À? để chúng ta có thể gì? À? giúp cho bản thân của mình ờ à, có được những cái kiến thức đúng anh chị nha tại vì nhiều khi mình nghe nhưng mà mình nghe không kỹ mình nghe không tập trung ấy mình ứng dụng theo cái cái cách mà mình hiểu thì lại không có kết quả ok anh chị thì đầu tiên ha à, tôi cũng uh, giải đáp một cái câu hỏi mà hầu như uh, tất cả hầu hết tất cả anh chị em chúng ta đều thắc mắc và giống như tôi ngày đầu tiên Tôi cũng thắc mắc như vậy luôn tôi sẽ đọc cho các anh chị cái câu hỏi uh, này nha đó chính là gì? À? Câu hỏi đầu tiên anh chị. Khi mà viết bức tranh uh, mục tiêu 30 ngày thì trong cái bức tranh đó mình viết là mình đang mặc cái đồ gì? Thì cái ngày hôm đó là mình mặc luôn cái bộ đồ đó và đến đúng cái nơi mình viết ra trong bức tranh. Phải không? Thì có bao chưa trong số anh chị mình từng thắc mắc cái câu hỏi nhau không ạ? À? Anh chị từng thắc mắc câu hỏi này giống như tố cơ mình số 1 đi anh chị. Vì viết bức tranh là mình thấy mình mặc bộ đầm màu đỏ nè, ôm um body nè. Xong rồi đi chơi, um, đi ăn với lại um, À, chồng mình cùng mấy anh chị em trong nội nhóm tại cái nhà hàng uh, bát giá cái đây ngồi ăn thì điện thoại tinh tinh ví dụ như các anh chị viết cái bức tranh là ngày 30 mươi giờ ba ừ. 30 ba uh, mươi tháng 4 đi cái bây giờ họ ngày 30 tháng 4 thì mình phải đến đúng cái nhà hàng đó mình mặc đúng bộ đồ đó mình ngồi để mình ngồi mình chờ tiền về đúng không rồi à, giải đáp luôn anh chị ha à, đầu tiên anh chị đầu tiên ha đầu tiên để mà trả lời câu hỏi này các anh chị phải trả lời giúp tôi một câu hỏi chính là các anh chị đã có bức tranh mục tiêu của mình chưa? Bao số anh chị mình chưa có bức tranh mục tiêu của mình thì nhanh chóng hỏi lại người bạn của mình, trưởng nhóm của mình để được hỗ trợ gửi cho mọi người cái livestream của tôi để được hướng dẫn bức tranh 30 ngày. Ừ. Đầu tiên các anh chị phải có bức tranh rồi các anh chị phải biết lý do vì sao. lý do vì sao anh chị nha mà mình cần phải biết bức tranh này để làm gì? À, nếu anh chị nào chưa biết thì vui lòng xem lại cái video hướng dẫn của tôi anh chị à, hãy nhờ trưởng nhóm của mình gửi và sau đó là giờ, nhờ những uh, vị trưởng nhóm của mình hỗ trợ để mà hướng dẫn mình viết bức tranh anh chị nha. Bởi vì sao ạ? Một trong những cái bước quan trọng nhất khi mà các anh chị ứng dụng luật hấp dẫn là chúng ta cần phải có gì ạ? Mục tiêu. Nha anh chị nha các anh chị cần phải có mục tiêu và mục tiêu anh chị thì nó cần phải cụ thể rõ ràng chính xác và có thời gian à, mốc thời gian anh chị và mục tiêu chúng ta phải đặt ở thì hiện tại nó nâm nha na như thế này anh chị nha cái bản mô tả mà khung cảnh ăn mừng thành công ấy anh chị trong cái bức tranh mục tiêu của mình ấy anh chị ăn mừng khi các anh chị đặt ra cái mục tiêu đó ấy, khi các anh chị đạt được cái mục tiêu đó bởi vì sao anh chị biết không não của mình ấy, anh chị tiềm thức của mình ấy chỉ thích hình ảnh và cảm xúc thôi tức là uh, nó nó nhận được và nó chỉ hành động theo khi mà các anh chị có một cái hình ảnh và cảm xúc rõ ràng bên trong tâm trí thì tiềm thức của mình nó mới gì à? hành động nên khi mà chúng ta hiểu về luật hấp dẫn thì chúng ta sẽ hiểu được là luật hấp dẫn dẫn anh chị nó sẽ vận hành thông qua những cái suy nghĩ của chúng ta và các anh chị nghĩ cái gì thì các anh chị sẽ thu hút cái điều đó đến mà anh chị biết rồi đó Mỗi giây, mỗi, uh, mỗi, mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày cho qua là mình có vài chục nghìn cái suy nghĩ anh chị Vậy thì bây giờ, cái nào nó cũng sẽ hút tới cuộc sống của mình Thì chắc chắn là cuộc sống mình nó sẽ như một cái mối hỗn độ Bởi vì một ngày mình có quá nhiều suy nghĩ anh chị Theo thống kê anh chị ha Chính là một ngày chúng ta có ít nhất 60.000 cái suy nghĩ anh chị vậy thì các suy nghĩ nào mà chúng ta nghĩ nhiều về nó và các anh chị có nhiều cái cảm xúc à, và các anh chị đặt cái cảm xúc mạnh mẽ vào nhiều cái suy nghĩ nào ấy thì các anh chị sẽ thu hút cái điều đó nó tới nhanh hơn được không ạ à? anh chị sẽ hút những cái điều đó nó tới nhanh hơn những cái suy nghĩ khác và các anh chị à, cần phải phải có gì ạ à? okay và cái mà các anh chị ấy, cần phải có khi các anh chị ứng dụng luật hấp dẫn về sinh hoạt thức ấy là các anh chị phải có cho mình cái đích đến hay còn được gọi là mục tiêu của anh chị. Bởi vì sao ạ? À? Giống như câu chuyện chúng ta đi taxi, bây giờ chúng ta đi taxi đúng không ạ? À? Chúng ta ra, chúng ta bắt ráp, cái xong rồi là cái bắt tài xế hỏi chúng ta gì ạ? À? Ừ, à, thế bây giờ đi đâu? Anh chị bỏ đi đâu cũng được. Bác sẽ bỏ thế đi quận nhất nha anh chị bảo Không không đi quận nhất đâu Các bà hỏi thế bây giờ đi đâu Bỏ đi đâu không được Thế bây giờ đi quận chính nha Dạ không đi quận chính đâu ạ à. Thế bây giờ đi đâu bảo là đi đâu không được Sư <laughs> bác tài xế cho xuống xe luôn Bác nào dễ tính là cho xuống xe Mờ xuống nhẹ nhàng nhưng bác nào không dễ tính ấy Là trước khi xuống xe còn được cho gì à, à Mang gia lưu gì Bị à? Ở Việt Trung đó anh chị Tại <laughs> vì sao Mở hàng khai trương gì mà không mà kiểu như là bị bị ám đầu quá anh chị không có biết rõ ràng mình muốn đi đâu ấy đúng không ạ à? đó là lý do vì sao mà khi các anh chị á phải hiểu được rằng khi anh chị làm bất kỳ một cái điều gì nha thì các anh chị phải chọn cho mình cái kết quả một cái đích đến thì lúc đó mới có gì à? mới có con đường được anh chị các anh chị phải chọn cho mình cái đích đến đã thì chúng ta mới có con đường anh chị nha mình phải có cái đích mình muốn đến thì kiểu gì cũng có con đường xuất hiện anh chị Bây giờ đầu tiên anh chị muốn đi Hà Nội đúng không? Anh chị cứ chọn cái đích đến là Hà Nội đi. Rồi tự khắc là nó sẽ có gì ạ? À? Đi máy bay, đi xe lửa nè, đi xe đò nè, đi xe máy nè, đi bộ nè, đi xe đạp nè. Đó có 6 7 phương tiện gì đó anh chị muốn chọn phương tiện rồi trả được, đầu tiên phải có cái đích đến đã mới biết là rằng là dùng cái phương tiện nào đến đó được. Còn bây giờ mà nếu chúng ta không có biết cái đích đến anh chị. Mình cứ đi lòng vòng, lòng vòng á, anh chị thấy đi, bởi vì mình không biết cái đích đến mình là đâu á. Các anh chị cứ đi lòng vòng mấy chục năm nay nè thì vẫn ở trong cái chỗ này vẫn đang ở cái công việc này vẫn đang ở cái kết quả tài chính này vài triệu một tháng bởi vì mình không cho mình một cái đích đến cụ thể anh chị nên cái điều đầu tiên anh chị nha để ứng dụng được luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức thì điều đầu tiên thứ nhất chúng ta phải có một cái mục tiêu hay còn gọi là phải có đích, đích đến anh chị đó là cái thứ nhất cái thứ hai để ứng dụng sức mạnh thấp và luật hấp dẫn thì cái thứ hai anh chị nha là cái đích đến đó nó phải có ý nghĩa với chúng ta anh chị khi mà các anh chị gắn cho cái đích đến đó cái mục tiêu đó một cái ý nghĩa thì các anh chị sẽ có động lực để mà đi tới đó và cái thứ ba anh chị ha ứng dụng được hấp dẫn mình sẽ làm thất để mà chúng ta thu hút được cái mục tiêu và đạt được cái kết quả của mình ờ, cái ý thứ ba anh chị là các anh chị phải có được cái thời gian cụ thể rõ ràng là anh chị mong muốn khi nào anh chị đạt được cái mục tiêu đó đó là lý do vì sao mà khi anh chị viết xuống mục tiêu là gì ạ hôm nay ngày 30 tháng 4 2023 tôi có tổng lợi nhuận là 3 chấm 3 chấm trong tài khoản ngân hàng gì ạ à, Techcombank của tôi Đúng không à? Nhưng mà bây giờ cái mục tiêu này nó đã rõ ràng rồi nó cụ thể em mà Nó cụ thể luôn rồi. Có thời gian, có uh, có số tiền, có cái tài khoản ngân hàng, cụ thể chưa Cụ thể rồi, rõ ràng chưa? Rõ ràng luôn. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh chị nha, khi anh chị đọc xong anh chị nhìn vào cái mục tiêu viết bằng chữ ấy. Các anh chị thấy có cảm xúc không? Hôm nay ngày 30 tháng 4 2023, tôi có tổng là nhận là 3 chấm 3 chấm ví dụ như 1 tỷ đi. Tôi có tổng là nhận là 1 tỷ trong tài khoản ngân hàng Techcombank của tôi, xong hết theo anh chị có cảm xúc không đọc một lèo luôn ngày nào cũng đọc hết trơn không cảm xúc nhiều đâu đọc không có cảm xúc nhiều cho anh chị ha vậy thì để để mà cho cái cái mục tiêu chúng ta nó có cảm xúc anh chị để mà tìm để mà có cảm xúc nha và để cho tiềm thức hưởng ứng và lực hấp dẫn bắt đầu thu hút cho mình cái mục tiêu của mình thì các anh chị phải viết nó ra thành một cái bức tranh một cái bức tranh là ăn mừng thành công hay còn được gọi là bức tranh mục tiêu tài chính vậy thì cái câu hỏi của một người bạn anh chị hỏi là gì ạ là ví dụ như cái hôm đó trong bức tranh mình viết là mình hình dung tưởng tượng là mình giả mặt một cái đầm màu đỏ ôm um body sau mình tới cái nhà hàng năm sao à, sang trọng mình đi với chồng mình mình tới đó mình ăn uh, đang ăn mình đang ăn một cái bữa tối rất là ngon uh, thì tự nhiên uh, rồi mình miêu tả một cái không gian xung quanh như thế nào âm thanh thế nào ánh sáng nói chung mình năm giác quan cái mình đang uh, cầm uh, cái nĩa ăn bít tết lên anh chị ha? ăn miếng bò cái dừa cầm bỏ miếng bò vô miệng cái xong rồi uh, điện thoại tin nhắn kêu tinh tinh mở ra về xong ví dụ như thế về câu hỏi đặt ra ngày hôm đó ví dụ ngày hôm đó ngày 30 tháng 4 đi ngặt đi ăn lễ anh chị ví dụ như mình có cần phải mặc cái bộ đồ đỏ đó đi đến đúng cái nơi đó và ngồi chờ tiền về hay không không phải anh chị nha không không có không phải mà là mình đặt ra cái mục tiêu anh chị mình vẽ ra cái bức tranh để cho mình có cảm xúc để tiềm thức của mình nó biết là mình muốn cái gì nhưng trong cái thời gian anh chị hình dung nè, chúng ta biết là ngày 30 tháng 4 mới đạt được nhưng trong cái thời gian từ đầu tháng cho tới cuối tháng ấy, thì có thể các anh chị đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Bao trong số anh chị chúng ta mặc dù là mình đặt mục tiêu tới ngày 30 tháng 4 nhưng hôm nay mình đã đạt được vượt 100% rồi Comment mình số 100 đi ạ. À. Ai vượt rồi comment số 100 anh chị nha. Đấy. Đây đầy người vượt luôn bây giờ thế bây giờ vượt rồi không lẽ tới ngày 30 tháng 4 cái mặt bộ đồ đó đến cái nhà hàng đó quý, quán, cà phê đó ngồi đó ngồi đó. Ngồi đó xong chờ tiền về. Không. Không phải nha. Anh chị nên nhớ là mục tiêu chúng ta đặt ra trong 30 ngày. Ấy. Nó có thể hoàn thành trong bất kỳ một cái thời khắc nào trong tháng các anh chị. Không nhất thiết phải tới ngày 30 tháng 4 mới đạt được. Ví dụ anh chị, ví dụ nha. thấy trường hợp mà chưa đạt được thì sao? Ví dụ hôm nay là ngày 29 tháng 4. Mà mình chưa đạt được mục tiêu cái xong mình mặc cái bộ đồ ngày 30 tháng 4 mình nói à chưa đạt chưa đạt được mục tiêu nghĩa là ngày mai phải ngồi đúng quán cà phê đó mặc đúng bộ đồ đó tiền về mới đạt mục tiêu ngày xưa tôi cũng nghĩ ngay thơ vậy anh chị cái ngày ba bây giờ 29 là chưa đạt được ví dụ hôm nay là ngày 29 chưa đạt được mục tiêu đi. cái ngày mai 30 tháng 4 mặc cái váy đỏ ôm body cái rủ chồng đi ăn nhà hàng năm sao chồng hỏi để làm gì hôm nay tiền về <laughs> chồng hỏi thật không khai thật, thật bức tranh em viết vậy là ngày mai ngồi đúng với chỗ đó hay là chồng ăn đúng rồi anh đúng làm đúng như vậy giống như bức tranh của em nha là tiền về cái xong lên trên đó ngồi cái mình hẹn mình đi với chồng mình rồi cái mình ngồi mình trình hỏi tinh tinh cái mình ngồi mình chờ hỏi ủa chồng bảo à, xong cho em ơi tới giờ tính tiền ăn về rồi bây giờ chồng bảo là ủa hồi nãy vợ bảo vợ mờ đúng không tiền đi tiền về vợ mờ không thế vợ trả tiền nha nó ok yên tâm em trả cứ order ăn thoải mái xong ngồi chờ ô sao điện thoại sao nãy giờ điện thoại nó làm sao không biết nó bị làm sao. sao rõ ràng biết bức tranh là hôm nay tiền về mà sao tiền chưa về ta rồi order cái bữa ăn mấy chục triệu tiền chưa về anh chị đã hoài không thấy báo tiền về rồi xong luôn kèo thơm chào hoài không thấy anh chị anh chị có hiểu không mà anh chị anh chị có hình dung cái ý tôi nói không là nôm na anh chị mới hiểu được cái ý nghĩa là chúng ta đặt ra cái mục tiêu ấy là mình gì là mình để mà mình cho tiệm thức của mình cái hình ảnh cái đích đến để mà cho nó làm việc cho tiệm thức của mình nó làm việc chứ không phải là đúng cái ngày đó xong rồi tự nhiên là phải lên trên đó ngồi lên trên cái quán cà phê đó cái nhà hàng đó ngồi xong mặc đúng bộ đồ đó ngồi chờ tiền về rồi biết đâu là trong tháng này anh chị đã đạt được trước cái ngày anh chị đến ngày 30 tháng 4 thì sao rồi đạt được rồi lên trên đó ngồi làm gì nữa <laughs> rồi nếu trường hợp mà chưa đạt thì sao ví dụ trường hợp mà chưa đạt cái này, mình chắc ngày chưa đạt ngày mai mới đạt ngày mai đạt ngày mai đạt, đúng bộ đồ lên nó ngồi đúng order đúng món đó cái ly cà phê đó mới đạt đi đúng với cái người đó làm đúng cái hành động đó không anh chị nha mà ý nghĩa của việc đặt mục tiêu ấy là mình cho tiềm thức của mình nó hình ảnh cái hình ảnh cái đích đến để cho nó làm việc có thể là đôi khi anh chị ha là một cái ngày một cái ngày nào đó trong tháng của mình đi anh chị đang đi đâu đó anh chị mặc cái bộ đồ khác hoặc là đúng cái bộ đồ đó nhưng mà không phải ngồi trên quán cà phê anh chị hay là không ngồi trong đúng cái địa điểm bức tranh anh chị mà anh chị vẫn mặc bộ đồ đó nha ví dụ như tôi hình dung hôm ngày 30 tháng 4 tôi mặc bộ đồ này đi nhưng mà hôm nay tôi mặc bộ đồ này ngồi để nói chuyện với anh chị rồi thế nó đạt luôn rồi thì sao nó đạt luôn anh chị được từ một cái đối tác khách hàng ở đó họ chuyển tiền cho mình cái mình đạt được luôn à, thì mình coi như tiền về anh chị chứ cũng không nhất thiết là à, không nhất thiết là gì à? ví dụ như mục tiêu tháng tư Ngày hôm nay đạt được rồi Thì không phải cần mặc bộ đồ đó Lên quán cà phê đó Rồi ngồi, ngồi cái nơi mà anh chị ghi cho bức tranh còn ngồi, ngồi chờ tiền về nữa đâu ạ à? Nha anh chị nha Nên là cũng có một số anh chị Anh chị hiểu cho cái trường hợp tôi vừa nói cho anh chị nào hiểu rồi, cũng số 1 nha Mà mình làm bức tranh như vậy để tính thức nó làm việc Nó làm việc anh chị nha Chứ không phải là tới ngày đó Hôm đó tiền vẫn chưa về Cái lên trên đó ngồi và nghĩ rằng là Ngày mai lên đó ngồi chắc chắn là tiền nó sẽ về không không phải hoặc thậm chí là đã đạt rồi mà vẫn lên trên đó ngồi là cũng không đúng và có một số trường hợp một số anh chị hay hỏi tôi nè ví dụ như bây giờ trong trường hợp có nhiều anh chị là kinh doanh đi em ơi bình thường chị bán hàng là tiền về mỗi ngày mà tại sao phải chờ đến cuối tháng tiền về một cục tài khoản tinh tinh một cục cho em dụng cục trăm triệu rồi bây giờ trong trường hợp này chị làm bước tranh sao cho nó phù hợp đây Đó, anh chị thắc mắc câu này không Ai thắc mắc câu số 2 Là ngày nào tiền chị cũng về Mà sao phải chờ đúng cái ngày cuối tháng Điện thoại kêu tinh tin Mới cộng vào tài khoản dụng cục trăm triệu em Cái chỗ này là như vậy anh chị nha Anh chị mới hình dung là Chúng ta là một nhà sáng tạo Một tác giả Một thiết kế lên cuộc đời của mình anh chị Mọi thứ là do mình tự tạo ra Bên trong tâm trí của mình thôi tại vì tôi chia sẻ các anh chị rồi quan trọng cái mà chúng ta cần phải làm cần phải làm cho nó mạnh mẽ đó chính là cảm xúc của chúng ta cảm xúc chúng ta phải mạnh mẽ anh chị ha thì tiềm thức mới thực thi được không ạ à? chứ không có cái gì hết trơn đâu quan trọng là các anh chị phải gắn cái uh, cái cảm xúc của anh chị quan trọng là cảm xúc của anh chị ấy, cảm xúc của các anh chị ấy, uh, gắn để mà tiềm thức của các anh chị nó hưởng ứng chứ bây giờ các anh chị cảm xúc như thế nào khi mà các anh chị anh chị hình dung câu chuyện bây giờ cảm xúc của anh chị sẽ như thế nào khi mà các anh chị cầm cái điện thoại uhm, tin nhắn tự nhiên nó kêu tin tin cộng trăm triệu cảm giác có sướng không anh chị ơi sướng này rất sướng tự nhiên bây giờ đang ngồi um, tự nhiên ấy thì cộng trăm triệu chứ ngày nào giờ thay vì ngày nào cộng 1 triệu hai triệu năm triệu mấy trăm nghìn xong mười triệu sáu uh, triệu bảy triệu chứ cộng một trăm triệu nào sướng hơn cộng cục lợn nào sướng hơn nè cái cộng trăm triệu nó sướng hơn chúng ta mê cảm xúc đó anh chị mê cộng lần nó sướng vì bởi vì mình mê quá mình khoái quá mình sướng quá anh chị mình sướng với cái cảm xúc đó quá thì sao nên là mình sẽ tạo ra gì ạ nên là mình tạo ra cho nó cái hình ảnh bên trong tâm trí của mình cái sự thích thú cái sự đam mê với cảm giác đó anh chị nha cái cảm giác mà tự nhiên là hai người đang ngồi nói chuyện với nhau rơm rã không gian rất là hạnh phúc vui vẻ tự dưng là tinh tinh vô tài khoản cầm điện thoại lên oh my god cộng cộng vào tài khoản một tỷ đồng đó đấy là tôi giải thích cho các anh chị mà chúng ta hiểu được là gì à? cái quan trọng là cảm xúc chứ đôi khi chúng ta gọi là logic quá các anh chị thấy nó hơi khô khan khô khan lắm nhiều khi anh chị phải hỏi là tiền đâu ra em ngồi tiền ngày nào tiền của chuyển về sao phải dụng cục về trăm triệu một tháng tôi nói rồi anh chị ha quan trọng là cái cảm xúc nó phải mạnh mẽ cảm xúc mạnh mẽ tới đâu thì nó có thực thi tới đó anh chị nếu mà các anh chị không có cảm xúc đấy thì nó nó không hưởng ứng gì đâu cho nên cái bức tranh của các anh chị á các anh chị có thể nghĩ đến bất kỳ cái hình ảnh nào làm cho các anh chị có cảm xúc là được có thể các anh chị thấy là các anh chị đi chơi với người yêu anh chị cảm xúc nè anh chị đang chơi với con những tiền cộng vào tài khoản này anh chị đang làm gì vì đó mà anh chị cảm thấy là hình ảnh đó làm cho anh chị có cảm xúc rất nhiều thì hãy gắn cái mục tiêu mình vào trong cái hình ảnh đó đi ạ được không ạ? À? Bất kỳ hình ảnh nào làm cho các anh chị cảm xúc thì hãy gắn cái mục tiêu của mình vào. Nên là những anh chị nào chúng ta chưa làm mục tiêu ấy, thì chúng ta cần phải làm mục tiêu đi. Chứ không mà nãy giờ tôi nói là anh chị không hiểu gì hết. Và đặc biệt là chúng ta phải đặt theo đúng công thức Smart Goal nên anh chị ha. Công thức đặt mục tiêu thông minh. Và nhớ rằng giờ đặt mục tiêu là tháng này nó phải gì ạ? Gấp 1,5 lần hoặc gấp 2 lần mục tiêu của tháng trước. Được không ạ? À? và nhớ là khi làm bức tranh mục tiêu xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng các cái kỹ thuật đó chính là kỹ thuật hình dung tưởng tượng và phương pháp thôi miên dùng một trong hai đều được anh chị nha ờ, phương pháp hình dung tưởng tượng và phương pháp thôi miên là hai cái phương pháp rất là hiệu quả để các anh chị có thể là cài đặt mục tiêu của mình ước mơ của mình vào trong tiềm thức của mình nên là nếu mà không có bức tranh ấy thì không có hình dung được cũng không làm bản thôi miên được đâu được không ạ à? nên phải có bức tranh anh chị nha bao trong số anh chị chúng ta cảm thấy là cái câu hỏi số 1 rất là tuyệt vời mình cũng như mình hiểu hơn hiểu được hơn về cách viết mục tiêu cũng như hình dung mục tiêu và cái cách gì ạ à, vận hành của sức mạnh tinh thức để thu hút nguồn lực giúp anh chị đặt mục tiêu tài chính của của tháng và cũng như của năm thì của bên số 1 dạ à. rồi và câu hỏi thứ hai anh chị tôi sẽ lựa những câu hỏi mà gọi là các anh chị cần rất nhiều các câu anh chị cần tôi sẽ thu xếp anh chị ha ừ. rồi câu hỏi thứ hai anh chị làm sao để kiểm soát được cảm xúc của mình khi mình gặp một cái vấn đề mà mình không có muốn ok anh chị thì đầu tiên anh chị ha khi mà các anh chị gặp được những cái vấn đề mà nó đến bất ngờ ấy, mà các anh chị không muốn ấy thì thường các anh chị sẽ có những cái sự phản ứng một cách rất là dữ dội với những cái tình huống mà các anh chị không thích thì để các anh chị phản ứng lại một cái cách rất là điềm tĩnh với những cái vấn đề mà anh chị đến với các anh chị mà không nhớ anh chị muốn nha đối với chị anh chị đầu tiên thứ nhất um, hãy bắt đầu uh, rèn luyện và nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn anh chị bằng cách là hãy thực hành lòng biết ơn nhiều hơn và liên tục mỗi ngày anh chị ha để cho tâm của mình ấy nó tịnh lại anh chị, để cho tình yêu thương và lòng biết ơn bên trong của mình ấy nó được nuôi dưỡng. Để khi mà các anh chị gặp một cái vấn đề nào đó mà nó quá sức của mình ấy, thậm chí là mình trước giờ mình chưa bao giờ gặp luôn ấy, các anh chị cũng cảm thấy là gì? Đó, rất là bình thường và mình sẽ rất là điềm tĩnh anh chị ha. Các anh chị cần phải hiểu là uh, trong mỗi con người chúng ta anh chị uh, đều có đầy đề đủ các hạt giống. Và Tú có thể nói anh chị hình dung được như vậy nha Là các anh chị bên trong chúng ta anh chị ha Đều sẽ có những cái phiên bản khác nhau Ví dụ như khi các anh chị chơi với trẻ con Thì các anh chị sẽ là một cái phiên bản hoàn toàn khác Có khi nào chơi với trẻ con mình chơi bạo lực không? Hay là chơi với trẻ con mà mình giọng với giọng mình, mình nói với con với trẻ con bằng cái giọng mình đi đàm phán không anh chị ơi? Không anh chị sẽ giờ rất là nhí nha, nhí nhảnh hồn nhiên và thậm chí là mình nhại cái cái giọng của nó luôn. Mình chiêu với nó mà ở mình hồn nhiên khi anh chị đi làm các anh chị sẽ có một cái phong cách khác anh chị sẽ có một cái phiên bản khác Ở khi anh chị làm anh chị gặp những cái người mà họ có những cái phản ứng hay họ có những cái lời nói không được ok với mình anh chị cũng sẽ thường phản ứng lại theo cái cách mà họ đối xử với mình tức là bên trong của mình nó sẽ có rất nhiều phiên bản anh chị ha và khi anh chị nuôi dưỡng cái phiên bản nào lớn hơn nhiều hơn thì nó sẽ trở thành cái phiên bản chính của chúng ta anh chị được à Nên nếu mà các anh chị nuôi dưỡng cái phiên bản gì ạ, uh, hay câu gắt hay là dễ bị cảm xúc ấy, thì chúng ta sẽ thường dễ dàng bị giật, bị chi phối và bị phản ứng lại uh, những cái trường hợp mà chúng ta gặp theo cái cách mà trước giờ là mình câu gắt ấy, mình không có điềm tĩnh được, mình không có bình tĩnh được. Tại vì bên trong của mình anh chị nó có rất nhiều loại cảm xúc mà các anh chị hàng ngày, ví dụ các anh chị câu gắt anh chị hay la nè. Thì khi dụng chuyện các anh chị sẽ gì La liền. Câu gắt liền. Bởi vì cái phiên bản đó là cái phiên bản là chúng ta nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Nên nó bự hơn, nó to hơn, nó nó, nó béo hơn, nó 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 mập ú hơn. Nên đụng chuyện cái là sao anh chị? Làm bắt đầu mình mình gọi là mình mình khó chịu ngay, mình cộc cằn ngay, mình cấu gắt cấu, cấu gắt ngay anh chị. Nên thành ra là anh chị nào ấy hỏi tú là khi mà gặp vấn đề ấy, tại sao mình lại mất kiểm soát ấy khi mà mình gặp một cái người đó họ nói những cái lời không hay với mình ấy hay mình gặp những cái vấn đề mà không như ý của mình ấy thì đầu tiên là à, các anh chị nhớ là mình phải học cái cách để nuôi dưỡng lại cái phiên bản yêu thương và biết ơn của mình anh chị nha à, cho nó nó lớn nó trưởng thành ở bên trong để khi mà các anh chị gặp được cái gặp những cái vấn đề thì cái phiên bản cũ đó nó cũng gì vậy nó cũng mất tiêu rồi mà cái phiên bản mà lớn hơn thì sao anh chị nó sẽ trung hòa lại cái vấn đề của các anh chị nó sẽ điềm tĩnh lại anh chị ha và các anh chị thấy là những cái người nào mà họ thành công ấy thì họ rất là điềm tĩnh đúng không anh chị họ điềm tĩnh trong tất cả mọi việc luôn tại vì đối với họ họ suy nghĩ rằng như vậy nè chả có cái vấn đề gì to tát đối với họ cả và khi mà các anh chị rèn luyện được thân tâm trí của mình ha thì sau anh chị một thời gian ấy những anh chị nào chúng ta rèn luyện thân tâm trí của mình ấy mà mình đã trong nhóm học tập của mình một thời gian nha các anh chị sẽ thấy rằng là khi vấn đề tới 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 anh chị đến với mình ấy mình thấy là không có gì to tác hết mình thấy ồ chuyện nhỏ mà mặc dù lúc đó anh chị à, mặc dù là lúc đó là mình chưa biết cách ứng xử và xử lý cái cái vấn đề như thế nào nhưng các anh chị sẽ thấy là mình không có bất kỳ một cái phản ứng nào nóng nảy như hồi mà mình chưa học ở trong nhóm học tập nữa, như hồi mình chưa có rèn luyện mình, đúng không ạ? À? Tự nhiên mình thấy mình điềm tĩnh một cách lạ thường anh chị ha. Giống như tú bây giờ anh chị, ngày trước tú rất là dễ Gọi là bản thân tú khi mà chưa có nuôi dưỡng lòng yêu thương và tình lòng, lòng biết ơn và tình yêu thương ấy thì có giai đoạn là tú với chị hai là không có nói chuyện với nhau được luôn, không hòa hợp anh chị. Nhưng mà khi bắt đầu nuôi dưỡng anh chị ha thì nói chuyện với nhau rất là hợp và nhiều khi mà tôi thấy là nói những gì mà kiểu như hai chị em không có cùng ý với nhau ấy thì mình không có giống như ngày xưa nữa là mình không có uh, tranh cãi lại hay tranh luận lại tại cái điều đó đúng hay đúng hay không mình hơn thua với uh, ruột thịt trong nhà mình bây giờ mình thắng rồi tôi nói anh chị rồi bây giờ giữa hai cái giữa giữa hai người nói chuyện với nhau bây giờ có thắng hay không thắng thì nếu mình cải thắng ấy thì cái người kia người ta tự ái thì mối quan hệ đó cũng đâu có được lành lặng đâu anh chị Nó cũng sẽ có những cái vết nứt nên là mình gọi là người ta nói nhịn một điều thôi có sao đâu nhưng mà do ngày trước chúng ta là mình nghĩ rằng là không được ấy mình phải cãi cho bằng được mình phải cãi cho thắng anh chị ha tại vì mình nghĩ rằng là cái tôi của mình nó lớn Có là cái tôi của mình đã lớn anh chị nhưng mà sau này khi tôi phải chuyển Phát triển bản thân mình lên phải triển cái nhận thức của mình lên thì sao thì mình bắt đầu mình điềm đạm lên anh chị mình thấy những cái chuyện mà um, gia đình mình nói với mình hay những cái chuyện gì đó mà nó không được thuận lợi đến ấy. mình cũng nghĩ rằng là chuyện nhỏ tôi giờ tôi hỏi anh chị nha bây giờ mình có 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 gọi là có 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 khó chịu có nóng nảy có bực tức có nóng giận này chân nữa có giải quyết được đâu không có xử lý được anh chị ha mình phải bình tĩnh mình mới nhìn cái mình tôi nói anh chị đó uh, tâm tâm an thì trí nó mới sáng được tâm an thì trí nó mới sáng được anh chị ha bây giờ tâm nó không an rồi tâm là tâm trí anh chị nó không có an thì làm sao mà trí tội chúng ta sáng suốt và giải quyết được khi đó mình chỉ đưa những cái quyết định mà không đúng thôi mình hay bị rối ren anh chị và mà khi mình rối trong cái mối hỗn độn anh chị thì mình sẽ gọi là gì? Giống như anh chị hình dung câu chuyện mình ví dụ như vậy anh chị sẽ hình dung giống như mấy người mà họ không có um, chơi đỏ đen anh chị mà những người mà họ không có trí tuệ cao họ chơi đỏ đen là họ rất là máu luôn nhưng mà tôi đã từng thấy những người thành công anh chị ha họ tham gia những cái cuộc chơi ở những cái casino anh chị mà là những cái giới tài phiệt thật ra anh chị nha thắng hay thua đối với họ chỉ là giải trí thôi họ không có kiểu mà họ chơi cho bằng tớ bến tớ nước để chơi cho thắng người ta chơi lấy là vốn anh chị nha họ thấy được là được không không được là đi về đó là bởi vì trí tuệ của họ anh chị họ có trí tuệ và lúc đó họ rất là bình tĩnh luôn nha nên là khi mà các anh chị thấy được rằng là gì à? khi mà chúng ta có một cái tâm an anh chị một cái tâm mà bên trong nó bình định nó bình an ấy thì anh chị thấy rằng là gì à? ừm anh chị sẽ thấy được rằng a à, thì ra cái việc này mình không nên không có gì phải 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 làm to tác lên anh chị chứ bây giờ anh chị anh chị nào mà chúng ta học chương trình 90 ngày rồi sẽ thấy gì à? bây giờ mình bây giờ khác ngày xưa rất là nhiều mà dù mới có vài tuần học vài tháng thôi các anh chị sẽ thấy rằng là có những cái chuyện nha bây giờ mình thấy nó không sao nhưng mà ngày trước chắc là mình gì à? sẽ gạo lên mình sẽ âm âm lên anh chị nhưng bây giờ mình thấy mình rất là bình thường bởi vì sao bởi vì mình đã nuôi dưỡng cho Cái phiên bản yêu thương biết ơn của mình rồi nên là những anh chị nào chúng ta đang gặp những cái trường hợp là mình gặp những cái vấn đề mình cứ uh, âm âm lên mình cứ gọi là hậm hực lên mình cứ gọi là uh, gồng lên Ngày kia kiểu á anh chị hãy vui lòng và thực hành là biết ơn nhiều hơn anh chị nha không có cái vấn đề gì hết anh chị không có cái gì là là vấn đề hết đâu ạ dù vấn đề có xảy ra thì mình cũng không có bị sốc hay là mình bị gì hết mình thấy bình thường mà dù lúc đó mình không biết cách giải quyết ha mình chưa biết cách giải quyết như nào à, và một trong những cái tố chất của những người thành công anh chị mà cần phải rèn luyện và nếu mà các anh chị muốn thành công thì các anh chị cần phải rèn luyện và cũng như là gì đó chính là cái tố chất là gì anh chị đó chính là cái sự điềm tĩnh trước mọi việc nha anh chị ha nên đầu tiên là chúng ta phải rèn luyện và mình phải nuôi dưỡng cái con người yêu thương và biết ơn của mình bên trong các okay, anh chị kiểm tra đường truyền mạng giúp tôi với à? Một số anh chị bảo đường truyền mạng đang khỏe. À vậy anh chị nào mà chúng ta thấy đường truyền mạng đang không khỏe thì mình kiểm tra lại uh, bên mạng nhà mình nha. Rồi cái thứ nhất là chúng ta sẽ nuôi dưỡng lại lòng biết ơn anh chị và tình yêu thương nha. Hãy thực hành là biết ơn nhiều hơn rồi cách thứ hai để mà chúng ta có thể kiểm soát được cái cảm xúc mình khi khi gặp những cái việc mà nó không được thuận lợi hay không hay ý mình à, cách thứ hai anh chị cái thứ hai nha cái hai và cái một đều phải song song đều phải song song phát triển hết được không ạ Cái thứ hai là mình phải phát triển trí tuệ của mình lên phát triển cái sự hiểu biết của mình lên thì khi chúng ta có sự phát triển về trí tuệ về sự nhận thức về sự hiểu biết thì các anh chị sẽ biết được rằng khi một cái vấn đề nó đến ấy thì các anh chị sẽ phân biệt được cái chuyện này nó đến với mình ấy là nó nó đang ngăn cản cái sự thành công của mình hay là nó đang hỗ trợ cho sự thành công của mình nếu như nó đang ngăn cản sự thành công của mình bỏ nó hoàn bên nhưng nếu nó nó về hỗ trợ cho sự thành công của mình thì mình sẽ toàn tâm toàn ý tìm ra cái cách giải quyết còn nếu như những cái chuyện vặt vảnh Là tôi nói vừa nói anh chị ấy, nó nó không có hỗ trợ cho sự thành công của mình ấy mình bỏ qua bên đi chứ tự nhiên nó không hỗ trợ cho anh chị đi đến mục tiêu của mình mà các anh chị còn chú tâm hoài vào làm gì mất thời gian xong rồi làm cho mình không có vui rồi cũng tâm trạng không vui thì không làm được gì hết anh chị nha anh chị nha ví dụ đi anh chị đi kinh doanh anh chị bán hàng các anh chị đưa sản phẩm của mình đến tay một cái người khách hàng nhưng mà cái người này họ chưa có hiểu gì về mình hết Họ chưa có hiểu gì về cái sản phẩm dịch vụ anh chị đang trao cho họ Họ nghe thông tin ở đâu là sản phẩm của mình không có được ok Cái họ âm âm họ Họ họ, gì à? họ dồn dập Họ dập mình tới tấp luôn Thì với trường hợp này các anh chị phải ngồi Và phân tích xem Thứ nhất Cái người này có đang hỗ trợ mình trên cái hành trình đi đến mục tiêu của mình hay không Cái người khách hàng ở đó Vậy thì nếu mà không ấy, Mà mình tập trung vào cái người khách hàng này Thì mình có lợi hay không mình có lợi ích gì và người đó có lợi ích gì nếu mà mình không có lợi gì hết mà chỉ có lợi cho họ thôi thì sao anh chị đừng hơn thu nhau làm gì cái người mà họ đã không tin anh chị rồi anh chị có nói rằng rời chăng nữa anh chị sẽ anh chị tin rằng họ sẽ tin anh chị sao không họ đâu giúp mình đạt mục tiêu đâu ngồi kể với họ chứng minh với họ làm gì về chứng minh thì anh chị nên nhớ là một khi mà não của họ đã nói là không não của họ đã nói là không tin thì não của họ đã đóng lại rồi anh chị ha bây giờ có nói đi chăng nữa họ cũng chỉ thấy những cái điều mà uh, mà họ muốn thấy thôi họ không thấy cái điều mà các anh chị đang muốn họ thấy đâu vậy nên hay bỏ qua những người khách hàng ở đây anh chị đi tập trung vào những cái điều tuyệt vời hơn những khách hàng tuyệt vời hơn ở trên thế giới này có 8 tỷ dân lần mà cần gì phải tập trung vào những cái người mà họ giờ không có biết gì về mình không có biết gì về sản phẩm của mình tự nhiên họ vô họ bang bang họ nói không tốt gì về mình để làm gì thì như họ kéo năng lượng anh chị đi xuống Xong anh chị ngồi suy nghĩ Trời, không biết mình kinh doanh như vậy có đúng không Mình bán cái này không biết phải xu hướng hay không Người ta có nhu cầu hay sao không mà sao Người ta giờ Mình họ chia sẻ cho người ta, người ta không đón nhận Đến khi mà tôi làm livestream Anh chị ngày trước ấy, Người đón nhận có, người đón nhận không có Nhưng mà tôi không quan tâm anh chị à. Tôi chỉ tập trung vào những người nào ủng hộ mình thôi Những người quan tâm thôi Nha anh chị nha Và khi mà các anh chị nghĩ được như vậy anh chị các anh chị có trí tuệ, anh chị có sự người biết, anh chị có nhận thức phát triển hơn ấy. Các anh chị sẽ biết rằng cái vấn đề nào nó 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 ngăn cản mình đi đến mục tiêu và cái và cái vấn đề nào nó giúp anh chị đi đến mục tiêu. Và nếu nó hỗ trợ cho anh chị đến mục tiêu, chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý và dành thời gian để tìm ra cách giải quyết. Còn nếu mà nó không phải là cái giúp chúng ta phát triển lên ấy, dẹp cái vấn đề qua đằng bên, đừng có chú tâm và đừng dành thời gian cho nó. Rất mất thời gian anh chị. Và khi mà các anh chị nghĩ được như vậy ha, chúng ta sẽ cực kỳ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không à? à còn lại trong những cái trường hợp khác mình sẽ xử lý khác nhau à, đúng mà còn đây là cái câu hỏi chung chung mà khi anh chị hỏi về quản trị cảm xúc của anh chị khi đứng trước những cái chuyện mà không như ý mình muốn thì tôi sẽ trả lời nó theo hai có hai cái cách để anh chị rèn luyện đó và anh chị phải ứng dụng cả hai cách này luôn nhất là nuôi dưỡng cái lòng biết ơn và tình yêu thương bên trong của mình rồi à, thứ hai là gì à? là phát triển trí tuệ của mình lên sự hiểu biết và nhận thức của mình lên anh chị nha để nhận diện đây có phải là cái điều giúp cho mình thành công hay không nếu có thì hãy toàn ngày tâm toàn ý để mà giờ tìm cái hướng giải quyết còn nếu không dẹp qua bên và khi mà các anh chị yên tâm khi mà chúng ta học tập cùng với nhóm ấy và câu lạc bộ thì các anh chị sẽ được rèn luyện trong cái chương trình 90 ngày để làm sao chúng ta có được cái sự điềm tĩnh và cái sự bình tĩnh các anh chị sẽ được rèn luyện thân tâm trí và rèn từ sáng tới chiều 90 ngày liên tục và chúng ta còn được làm những cái quy trình nữa thì cỡ nào chúng ta cũng giờ à? cũng ra cái cái phiên bản mà chúng ta muốn thôi anh chị nha anh chị nha rồi một cái câu hỏi thứ tư anh chị là tấm xét nhiệm màu ấy à, viết xong rồi thì dán lên tường hay là cất vào tủ <laughs> Ừ. những anh chị nào mình có câu hỏi thì chúng ta cứ ghi lên trên khung chat ha à, tôi sẽ nhờ ban tổ chức uh, chụp lại và nếu mà hôm nay không đủ giờ thì hôm sau tôi sẽ hỗ trợ anh chị bằng một cái buổi zoom khác rồi cái câu hỏi của tôi anh chị tấm xét nghiệm màu viết xong mà dán lên tường hay cất đi cái đầu tiên anh chị phải hiểu được ý nghĩa của tấm xét nghiệm màu ấy là để các anh chị nhìn cái số tiền mà mình muốn đạt được mỗi ngày nên các anh chị thứ nhất là các anh chị phải để nó một tờ lên trên cái bàn làm việc của mình như tôi anh chị tôi có một tờ trên màn làm việc của mình nè. Đây là một sắp và anh chị ha. Và tôi có những cái tờ khác dán ở những cái nơi mà tôi thấy. À, ví dụ như cái tấm gương trong restroom nè, à, tủ đồ nè, Cái cái cửa của cái tủ đồ tôi hay mở ra mở vào ấy. Rồi à, giường của mình. Rồi ngay cái chỗ nhìn xéo qua đây cũng có anh chị. Nghĩa là mình sẽ dán cái tấm xét nhiều màu ở những cái nơi mà các anh chị hãy nhìn thấy mỗi ngày để mà các anh chị thấy là nhìn thấy nha càng nhìn nhiều thì càng tốt được không ạ và các anh chị có một tấm để trên bàn để làm gì à sáng anh chị nhìn lần trưa anh chị nhìn tối anh chị nhìn lúc nào anh chị làm việc mà anh chị muốn nhìn anh chị lấy ra nhìn thôi các anh chị hỏi tôi có cái thời gian nào để nhìn không thích là nhìn thôi tiền của mình mà thích là nhìn thôi anh chị ơi để làm sao anh chị nhìn nhiều để mình giờ giúp cho mình tự kỳ ám thị con số mục tiêu của mình thì trong quyển sách, thậm chí trong quyển sách bí mật đó anh chị, uh, The Secret còn nói là nếu mà được á, anh chị có thể dán lên Trần Nhà để mắt ra là nhìn thấy luôn. Nhưng mà Trần Nhà nhà Tú thì cũng khá là cao và nếu mà anh chị muốn dán lên Trần Nhà thì cái tờ tấm xích gì mọi anh chị phải in rất là to. Và không lẽ thế nào cũng lên bên Trần Nhà dán, thì có thể nhà của tác giả thì Trần Nhà thấp với anh chị, ịnh ừ lên cái tháng sau tháo xuống nó gần đúng không? giờ trần nhà cao quá, bắt cái thang lên, dán lên xong tháng sau đạt được rồi tháo xuống à? Nha anh chị hãy dán những nơi, anh chị dễ nhìn thấy nhưng mà dán cái nơi nào nó, nó tiện xíu. Tác giả cũng gửi theo góc độ của tác giả anh chị nhưng mà mình thấy cái nào ứng dụng phù hợp với mình mình à, ứng dụng chứ không phải là cái gì mình cũng uh, ấy anh chị ha. Đấy, à, mình nhìn có nghĩa là anh chị phải um, khi anh chị dán những cái nơi mà anh chị nhìn thấy tự nhiên anh chị đi qua anh chị thấy đúng không? tấm xét nhiệm màu chứ phải mà tấm xét nhiệm màu ok à, bạn nguyễn thị dương hay chị nguyễn thị dương hay anh nguyễn thị dương gì đó nhắn tin cho người bạn của mình để nhận cái tấm xét nha anh chị nào có anh chị nào đây không biết tấm xét nhiệm màu mà anh chị nào mình không biết thì mình nhắn tin cho người bạn của mình anh chị nha đây tấm xét nhiệm màu nhắn tin cho người bạn của mình hoặc anh chị nhắn vào nhóm học tập của mình ấy, để được nhận tấm xét nhiệm màu nha và để được hướng dẫn viết tấm xếp nữa anh chị phải nhắn tin cho bạn mình đi chứ bây giờ có tấm xét mà không biết viết cũng vậy à ok anh chị cứ để tấm xét là viết tấm xét là tiền mà sao chị viết món đồ được chị viết số tiền món đồ đó giống như hôm trước tôi có hướng dẫn một chị viết cái tấm xét để mua nhà đấy thì chị phải quy đổi cái số tiền cái căn nhà chị muốn mua là ví dụ căn nhà 3 tỷ đi. Thì chị phải viết tấm xét ở trên đây là số tiền chị 3 tỷ. Và chị ghi cái lý do ở dưới là mua nhà. Mua nhà ở đâu đó, địa chỉ nào, tầng mấy, đường nào, quận nào. Nha anh chị nha. Rồi. Anh chị nào chưa có tấm xét thì hỏi những người bạn của mình. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ dán cái tấm xét à, anh chị à. tôi sau dẫn anh chị viết tấm xét nha anh chị hỏi những người bạn của mình đi giờ còn hết một câu kia nữa nên là các anh chị tắm xét có tấm xét xong thì anh chị sẽ để một tấm trên cái bàn làm việc của mình để mình nhìn mỗi ngày và dán ở những nơi mà anh chị có thể thấy trong nhà của mình cứ đi qua thấy là đọc thấy là đọc thấy là đọc để mình được ám thị con số mục tiêu mà mình mong muốn được mà các anh chị biết không ạ cái giai đoạn lúc trước ấy tôi đặt mục tiêu ấy là tôi chỉ có sống với cái mục tiêu của mình thôi và mục tiêu và cái tấm xét nhị màu của tú anh chị ha nó chính là lợi nhuận ba ngày của tú luôn và anh chị biết không mà ờ, tú viết bất kỳ tấm xét nào thì mình cũng đạt được hết nha bởi vì tú rất là tin anh chị nên anh chị nào mà chúng ta tin thì chúng ta làm ừ uhm, tin thì làm anh chị nha và có những anh chị họ tú là tấm xét nhị màu ấy chị viết ra mà chị chưa đạt được thì có giữ lại không có giữ lại anh chị nha Tại vì anh chị phải hiểu như vậy nhà Có những cái tấm xét anh chị Ngày trước tôi ghi ấy, Là tôi có thu nhập 1 tỷ một tháng Nhưng mà cái tấm xét đó mình ghi ra Thì chưa có đạt được liền Mà phải vài tháng sau mới đạt được Cái con số 1 tỷ đó anh chị ờ, Có những lúc mình ghi ra Thì chưa đạt liền trong cái tháng đó đâu ạ à, Mà phải mấy tháng sau mới đạt được anh chị nha Đấy ờ, Nên là không phải là cứ viết là nó sẽ Đạt được liền đâu anh chị Bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái 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 gọi là cái cái tư duy cái niềm tin cái sự nỗ lực cái hành động của các anh chị rồi tính chất công việc của mình đó rồi tùy thuộc theo cái khả năng thu hút của mình nữa anh chị ha rồi tầm nhìn của mình đó rồi tùy thuộc vào cái khả năng đón nhận của mình nữa và khi mà các anh chị càng học lên thì tư duy của mình sẽ càng mở rộng thì các anh chị sẽ càng thấy giờ những cái giờ những cái sự kiện sự việc mà các anh chị cần phải giải quyết nó một cách rất là nhẹ nhàng và khi các anh chị giải quyết được nó Anh chị biết cách kinh doanh giỏi hơn Anh chị giỏi hơn trong bán hàng Anh chị giỏi hơn trong kinh doanh Anh chị giỏi hơn trong marketing Thì việc mà các anh chị thu hút được cái số tiền của mình Nó về nhanh hơn là chuyện hết sức bình thường Nha anh chị nha Nên các anh chị phải hiểu được rằng là có những tấm xét ấy Chúng ta biết ra nó chưa đạt được liền ấy Thì không sao hết cứ giữ cái tấm xét đó đi ạ à. Đặt tiếp cho tháng sau Đặt cho đến khi nào đạt được thì thôi Nha anh chị ừ. Còn những anh chị nào chúng ta mới chúng ta mới vào trước giờ chúng ta chưa bao giờ kinh doanh mà bây giờ chúng ta mơ có một cái khoản tiền là 300 triệu trong khi bây giờ lương cứng của mình là một tháng có vài triệu một tháng thôi thì các anh chị cần phải sự cần phải có sự kiên nhẫn được không ạ à? các anh chị phải hiểu là mình đang trong cái quá trình thu hút cơ hội một cái quý nhân nào đó chứ không phải là mình đang hút mình không phải là mình tìm hết nó sẽ hút cho mình một cái cục tiền xong rất cái bịch xuống dưới trước mặt của mình không phải mà khi mình viết ra cái, cái mục tiêu 30 ngày hay là cái tấm xét nhiệm màu ấy, anh chị thì thông qua những cái sự kiện những cái cơ hội mà tiềm thức mang đến ấy, các anh chị xử lý nó các anh chị giải quyết nó các anh chị ứng xử với cái trường hợp đó cái sự kiện đó hay là cái nguồn lực đó thì tiền nó mới về bây giờ tiềm thức mang cho anh chị một cái hợp đồng rất là lớn mà các anh chị không biết cách nói chuyện anh chị không biết cách đàm phán thì coi như xong rồi nó phụ thuộc vào cái khả năng tư duy của chúng ta anh chị cái kiến thức và tầm nhìn của mình vậy nếu mà giờ anh chị không chuẩn bị tư duy tiến, kiến thức và tầm nhìn đi uh, các anh chị không có cái khả năng đàm phán anh chị không có biết giao tiếp với những cái người đối tác uh, là những người thành công thì bây giờ tiềm thức anh đem cho anh chị rất nhiều những cái cơ hội những cái nguồn lực đến để giúp anh chị đạt được cái con số lợi nhuận như anh chị mong muốn nhưng mà chúng ta là người vậy tự để cái cơ hội đó nó lọt qua cái kẻ tay của mình mà có rất nhiều anh chị chúng ta đến với nhóm tập chúng ta nói rằng là chúng ta lọ, gọi là bỏ lỡ rất nhiều những cái cơ hội giúp cho các anh chị có những mức thu nhập lớn đúng không ạ nhưng mà tại sao chúng ta không, không có được nó nhưng mà cho đến khi anh chị vào câu lạc bộ anh chị mới đạt được bởi vì trước đó chúng ta không có sự chuẩn bị về cái này nha nên là thu hút ở đây anh chị ha thu hút tiền ở đây không phải là tiền thức mang anh cho anh chị một cái cục tiền đặt cái bịch xuống mặt chúng ta thì gọi là trước mặt chúng ta anh chị nha mà mang cho chúng ta thông qua những cái nguồn lực những cái cơ hội những cái quý nhân những cái hợp đồng À, và chúng ta phải xử lý được những cái điều đấy ứng xử phản ứng tương tác với những cái nguồn lực đó anh chị xử lý xong tiền nó mới về bao trong số anh chị, chị hiểu câu số 1 giờ à? chứ không phải là tìm hấp mang đến cho anh chị một cục tiền nếu mà kể cả anh chị những anh chị nhà mà chúng ta chép vào stream ấy có phải khách hàng đến nhưng mà chúng ta phải xử lý được cái, cái 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 thắc mắc của khách hàng cái nhu cầu của khách hàng họ mới chuyển tiền cho các anh chị không có khách hàng là tự nhiên gọi anh chị bảo em ơi cho chị số tài khoản Chị chuyển cho em trăm triệu đi đúng rồi rất đúng rồi, anh chị ơi có phải là những anh chị hôm nay hôm nay chúng ta về tiền đi khách hàng gọi cho các anh chị hoặc là những khách hàng nào hôm nay chuyển tiền thẳng cho các anh chị luôn thì phải là những ngày hôm trước anh chị đã xử lý gọi là giải đáp cho họ rồi anh chị đã tư vấn cho họ rồi anh chị đã gì à? À, đàm phán với họ rồi hôm nay họ chuyển tiền còn những anh chị nào hôm nay khách hàng gọi khách hàng chuyển tiền á là do anh chị đã giải đáp được thắc mắc của khách hàng rồi trao cho khách hàng nhu cầu của họ rồi họ mới chuyển tiền cho các anh chị chứ đâu có ai không không những gọi cốc 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 ai gọi đấy mở cửa ra đưa tiền đưa tiền này à làm gì có đúng không ạ Nên chúng ta phải hiểu nha ừ. Uhm. nên là với tấm xét nhiệm màu anh chị những tấm xét mà mình đạt được rồi thì mình cũng giữ lại mà hay lắm anh chị tôi viết mục tiêu ấy mục tiêu nào mà tôi đạt được anh chị là Tú um, ghi ví dụ như Tú ghi là Đây tôi cho anh chị xem một cái nha Ví dụ cái này đi Tú ghi là lợi nhuận của mình là 200 triệu à, Và Tú ghi thêm một cái là Tú hoàn thành Tú ghi 200 triệu đúng không Nhưng mà cái tháng đó Tú đạt được 242 500 triệu 500 Mình ghi 200 nhưng mà mình ghi kế bên là cái số mình đạt được của tháng đó Cái tờ này Tú ghi hồi đầu tháng nha Và cuối tháng tổng kết nó vừa mục tiêu anh chị À, hình dung giùm ạ. À. Và tất cả những tấm nào mà chúng ta đạt được rồi đều phải giữ lại hết. Đừng có bỏ. Chưa đạt được cũng giữ lại, đạt tiếp cho tháng sau. Nha anh chị nha. Mình giữ lại để làm gì? sao là mình ngồi mình nhìn lại. Có những lúc gì ạ? À? à tự nhiên cơn mưa, cơn mưa tự nhiên đổ xuống cái tự nhiên hôm nay không được vui. Tự nhiên cái lạc niềm tin. Thì hãy lấy tấm xét nhìn màu ra coi đi anh chị. Và hãy nhớ rằng mình đã từng đạt được từng này số tiền à, mình đã từng rất là thành công, mình đã từng rất là tuyệt vời, rất là giỏi luôn. Thế bây giờ vì lý do gì mà tại sao mình còn mình không còn niềm tin nữa? Mình là lạc mất niềm tin rồi. Vì điều gì? Nói năng lượng bị tù, đúng không ạ? Hãy giữ lại anh chị nha. Còn những tấm chưa đạt được thì sao? Cứ giữ nó ghi cho tới khi nào đạt được thì thôi, bám sát mục tiêu của mình anh chị và anh chị nhớ. Tin thì mới làm, không tin thì dừng làm anh chị nha. Tại vì sao anh chị? Cái tấm xét nhiều màu này nó chỉ có ý nghĩa khi các anh chị tin thôi. Và tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta anh chị, nếu anh chị không tin, thì nó chả bao giờ xảy ra cả. Tất cả những gì mà anh chị có trong cuộc sống của mình ấy, đó là bởi vì cái niềm tin của anh chị kiến tạo ra nó đó. Nếu mà mình không tin, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình đâu ạ. Nha anh chị. Và tấm xét nhịp màu ấy, mình ghi một tháng mình ghi một lần. Và ghi 10 tờ vẫn được. Nhưng mà một con số nha. Ví dụ anh chị muốn đặt mục tiêu là 100 triệu. Thì ghi 10 tờ dán 10 chỗ. Và sáng lấy đọc tối nhật một vào một tấm để trên bàn. Sáng đọc lần, tối đọc lần. Nói chung anh chị muốn đọc lúc nào anh chị đọc. Rồi mỗi khi mà anh chị thấy cái tấm xét nó dán ở đâu Thấy ở đâu? Đọc ở đó. Đọc bất kỳ lúc nào anh chị muốn. Có sửa ngày tháng chứ chị? À, có một chị hỏi là mục tiêu tháng này chưa đạt được. Thì đặt cho tháng tiếp theo có sửa ngày tháng không? Có chứ. Có nha. Nói nãy giờ hỏi tấm xét với mục tiêu 30 ngày có khác nhau không? bạn vui lòng vợ hỏi lại về về hỏi lại chuyện nhóm của mình nha nha anh chị được chưa thì đó chính là cái câu hỏi số 4. câu số 3 chứ ừ rồi câu hỏi tiếp theo à đó với những anh chị nhằm mục tiêu tháng ví dụ mục tiêu tháng mình chưa đạt được đi mình đặt tiếp cho tháng sau ấy thì các anh chị hãy đổ thêm cảm xúc vào nha hãy viết lại cái bức chân À, các anh chị hãy biết bức tranh ha à, ví dụ như tháng trước mình thấy mình mặc cái bộ đồ này bây giờ mình hình dung hoài nó bị nhàm ấy nó bị nhàm thì sao mà hình dung mặc bộ đồ khác đến cái nơi khác đổi ngày con, con số để đó chỉ đổi cái địa điểm đổi cái khung cảnh trong đó thôi còn nếu đó vẫn cái gì vẫn có cảm xúc thì sao giữ lại anh chị ha không cần đổi nhưng mà con số nếu tháng trước chưa đạt, chưa dập được thì tiếp tục đặt cho tháng này. Dũng nguyên nha. Thì xong câu hỏi số um, số 3 rồi anh chị. À, thêm một câu um, tiếp theo. Câu số 4 anh chị. Rồi, à, có một uh, có hai bức tranh, có hai bức tranh uh, có hai cái bản thông miên thì mình sẽ nghe cái bản nào trước. Thì tôi ví dụ trong cái trường hợp nha. Có nhớ anh chị mình nghe bản thông miên 6 tháng và có những anh chị là mình làm trong bức tranh 30 ngày thành bản thông minh luôn. Được không ạ? À? Được. Hình dung bức tranh 30 ngày đó được làm thành bản thông minh. Được không? Được luôn anh chị. Vậy những anh chị nào chúng ta có cả hai bản thông minh ấy. Hoặc một số anh chị còn có cả cả bản thông minh bán đất rồi. Rồi thông minh, thông minh thu hồi thu nhập nè. Thông minh rồi mua nhà, nhà bán đất rồi các kiểu vân vân ấy. Thì các anh chị nhớ nha cái nào anh chị khao khát hơn thì mình nghe cái đó nhiều hơn ví dụ trong trường hợp bức tranh mục tiêu 30 ngàn à với tôi nói một xíu anh chị nha cái bản thông miên bán đất hay là mua nhà hay thu hồi thu nhập ấy thì với cái này anh chị làm thông miên hay không vẫn đạt được anh chị ừ. anh chị là bức tranh hay là mình có làm bản thông miên hay không ấy thì vẫn đạt được anh chị nha được. Còn Tú đang nói là cái bức tranh mục tiêu 30 ngày và cái bức tranh mục tiêu 6 tháng đối với những anh chị nào chúng ta làm bản thông minh cả hai bức tranh này á, thì cái nào khao khát hơn thì mình sẽ nghe nhiều hơn. Ví dụ như là bức tranh 6 tháng thì Tú nghe hai uh, hai lần anh chị hai sáng và tối. Còn bức tranh uh, bức tranh 30 ngày anh chị thì Tú hình dung tưởng tượng trong ngày là Tú lúc nào cũng có thời gian mình mình dễ, mình mình kiểu như mình relax ấy, thư giãn anh chị là Tú đều mở nhạc Victory lên để hình dung bức tranh của mình, mình ăn mừng chiến thắng còn anh chị nào chúng ta làm bạn thông minh ấy, thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ nếu mà các anh chị muốn bức tranh 30 ngày đạt được nhanh khao khát bức tranh 30 ngày hơn thì nghe nhiều hơn còn bức tranh 6 tháng thì sao ạ mình nghe sáng và tối thôi bức tranh 30 ngày thì nghe tại bức tranh 30 ngày phút à nghe nhiều hơn thôi nghe những lúc mình thư giãn anh chị hình dung không ạ ừ. bao trong số anh chị chúng ta hiểu cái câu hỏi này rồi comment số 1 vậy ạ? Bức tranh 30 ngày làm thông minh cũng được Không làm thông minh cũng được anh chị Tại vì trước giờ tôi hình dung thôi mà Tôi hình dung tưởng tượng Còn nếu anh chị làm thông minh thì cũng được Ghi âm vô và mình nghe thôi Rồi Và câu hỏi số 5 anh chị ha À với lại lưu ý một cái anh chị Mình hình dung bức tranh 30 ngày Và nghe thông minh bức tranh 30 ngày để làm gì Thứ nhất ấy Để mình có nhiều ý tưởng Mình chinh phục được cái mục tiêu tài chính Của mình trong cái tháng đó và các anh chị nghe bức tranh 6 tháng cũng tương tự như vậy luôn. Để chúng ta có những cái chiến lược mới, những cái nguồn lực mới, những cái cơ hội mới giúp các anh chị đạt được mục tiêu 6 tháng. Nha anh chị nha. Nên cái việc chúng ta nghe là mà đang cho tiềm thức của mình nó đi làm việc ấy. cho lúc anh chị nghe hay cho lúc anh chị ngủ ấy. Mà trước khi anh chị ngủ nha. Mà anh chị nghe bức tranh 6 tháng. Hay là trước khi anh chị ngủ nha. Anh chị nhớ là cái bước đặt hàng vũ trụ của anh chị là cái bước mà chúng ta anh chị không làm đúng giờ cùng với nhau học tập cũng được anh chị phải làm sớm hơn nói chung phải làm trước khi bắt đầu qua ngày mới đặt hàng vũ trụ anh chị phải phải đặt hàng trước khi bắt đầu qua không không giờ qua ngày hôm sau để cái lúc anh chị đi ngủ ấy tìm thức nó đi huy động nguồn lực nó đi tìm nguồn lực để giúp anh chị có một cái ngày thành công như cái đơn hàng mà anh chị đã gửi cho vũ trụ tối ngày hôm qua anh chị hiểu chỗ này không nếu một số anh chị hỏi tú là bây giờ chị không đặt hàng cùng mọi người lúc 22 giờ được không nhóm trưởng bây giờ chị muốn đặt cái khung giờ khác miễn sao trước cái ngày trước khi bắt đầu ngày mới được không được anh chị có làm đúng các cái quy cái bước mà nhóm học tập chúng ta hướng dẫn ấy rồi mình đặt hàng anh chị hãy đặt lúc 19 giờ trước khi bắt đầu giùm 20 giờ hoặc là giờ 18 giờ ngồi đặt cũng được 16 giờ đặt được không được đặt đặt được hết anh chị nha Hứng? miễn sao trước khi bắt đầu ngày mới là được để tối anh chị ngủ ấy tìm thấp anh chị bắt đầu giờ um, làm việc còn tại sao mà lại chọn khung giờ 22 giờ anh chị bởi vì lúc này mọi người đi ngủ hết rồi thường như dường như là giờ cả thế giới bắt đầu rồi uh, mọi người bắt đầu là đi ngủ anh chị ha thì cái khung giờ này khung giờ gì mà chúng ta kết nối với vũ trụ rất là nhanh bây giờ anh chị hình dung câu chuyện bây giờ không kẹt xe đi đến cái nơi anh chị muốn đến nó nhanh hơn hay là kẹt xe đi đến nhanh hơn thì không kẹt xe nó không có bị nhiễu nhiễu loạn anh chị nó không bị nhiễu thông tin nhiều thì những cái đơn hàng anh chị Ờ, gửi cho vũ trụ ấy, thì sẽ được nhận được nhanh hơn. chứ bây giờ anh chị hình dung là cái câu chuyện là những cái khung giờ kia thì bao nhiêu cái suy nghĩ mới gửi lên vũ trụ kết à, nối vũ trụ ấy, anh chị thì chúng ta cũng vậy luôn. nên là chọn khung giờ thì nó có lý do anh chị hai chứ không phải là ai cũng anh chị nào tham gia được mình tham gia còn không mình phải làm sớm hơn và nhớ phải làm anh chị nha. viết lòng biết ơn thì sao ạ? À, anh chị biết lòng biết ơn anh chị hãy biết là buổi sáng sớm nói chung anh chị biết lúc nào trong ngày cũng được. Ờ, càng viết nhiều thì càng tốt anh chị à, có một số anh chị họ tốt là viết lòng biết ơn um, khung giờ nào hay là uh, viết ngày mấy lần thì tôi cũng chia sẻ với anh chị luôn là khung giờ nào viết cũng được nha anh chị ha và giờ viết càng nhiều thì càng tốt tại mình đang nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn mà và tình yêu thương và lòng biết ơn chính là tần số cao anh chị ha cái tần số rất là cao và giúp anh chị thu hút được mọi điều anh chị mong muốn một cách nhanh hơn được không ạ à? rồi Ừ. Câu hỏi cuối cùng anh chị nha. Đầu tiên là đọc sách nào để nâng cao tư duy và đọc sách nào để mà có được cái sự hình dung tưởng tượng tốt hơn. Thì đầu tiên anh chị, để mà nâng cao được tư duy thì uh, tôi chia sẻ các anh chị giờ uh, thứ nhất là ba quyển sách ha. Bí mật tiêu trị phú, sức mạnh tiềm thức và người giàu nhất ở Babylon là ba quyển sách nhập môn của câu lạc bộ chúng ta anh chị. và anh chị cũng có thể đọc thêm và anh chị cái điều này phải đọc thêm chứ không phải là cũng cũng nha mà là nên và phải đọc thêm bốn quyển này nha anh chị đó chính là quyển bí mật ừ, series anh chị the series anh chị ha quyển phép màu the magic và quyển sức mạnh the power và quyển the hero anh chị người hùng thì bốn quyển này là cái bốn cái quyển như chúng ta hiểu hơn về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn anh chị Cộng với quyển sức mạnh tiềm thức kia là phải có rồi và thêm một quyển nữa anh chị ha là quyển nghĩ giàu làm giàu đây chính là tám quyển anh chị tám à, quyển nha rồi thì đó để chúng ta nâng cao tư duy của mình lên anh chị ha và cũng như nâng cao uh, về cái việc chúng ta hiểu hơn về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn được không ạ và anh chị phải xong xong mà chép live stream nữa anh chị đọc nó mới nhanh hiểu được rồi và cái thứ hai anh chị thứ hai để làm sao để nâng được cái phát triển được cái trí tưởng tượng thì cái để mình nâng được phát triển được trí tưởng tượng ấy, thì không phải là do đọc sách đâu ạ à. mà là mình phải xem nhiều hình ảnh hôm trước tôi có một cái người bạn hỏi tôi là tại sao đọc mục tiêu mà không có cảm xúc nhiều ấy? là do hôm trước tôi có chia sẻ anh chị rồi các anh chị phải rèn luyện cái cảm xúc bên trong của mình bằng cách nào cách thứ nhất là nghe và thấy cách thứ hai là gì anh chị là gì ạ? À? Là suy nghĩ, là nói nhiều về nó. Và cách thứ ba là gì ạ? À? Là trải nghiệm. Bây giờ anh chị hình dung mà bây giờ mình nhắm mắt lại nha. là làm sao để mình nhắm mắt lại mình thấy hình ảnh đó liền. Thì buộc lòng anh chị phải xem hình ảnh nhiều thôi. Bây giờ anh chị đang thiếu những cái hình ảnh về sự giàu có, bây giờ mình đặt mục tiêu về sự giàu có không có cảm xúc gì hết bởi vì sao? Trước giờ xung quanh nhà mình toàn thấy cây nhà lá giường không ạ? À? À, hàng tre hàng chuối hàng dừa rồi xong à, bờ suối rồi nhà sụp sệ rồi nhà lùm, nhà ở trong ngõ ngách rồi xe rồi xe lọc cọc lọc cọc không bao giờ đặt mục tiêu là mua nhà rồi. mua nhà mua xe ô tô nghe nó rồi đi du lịch trong thế giới trước giờ đi ra tới dục tàu đà lạt nha trang là cao lắm rồi thậm chí là không ra tới nỗi nha trang luôn đi vòng 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 trong mấy cái khu nào á khu sinh thái gì đó ai biết kiểu thế anh chị làm sao mà có được những cái hình ảnh mà cảm xúc được anh chị nên khi anh chị đặt mục tiêu ấy Mà nó không có cảm xúc gì nhiều ấy Thì anh chị cũng thật cảm thấy là hết sức bình thường đi Không phải là mình không có phù hợp với sự giàu có anh chị ha Hay là mình không có xứng đáng Hay là mình chắc là mình không 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 có cơ hội giàu Hay là không có số giàu Nên sao mình không có cảm xúc với mấy, mấy cái điều giàu Vì các anh chị không có nhiều cái hình ảnh về cái điều đó Không có trải nghiệm nhiều anh chị Nên mình thấy nó cái mình cứ chơi chơi cảm xúc ra Được không ạ? À? À, giống như bây giờ anh chị hình dung mà não bộ của mình ấy thì nó cảm xúc với hình ảnh nó 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 sẽ giao tiếp tốt với cảm xúc và hình ảnh anh chị bây giờ anh chị hình dung nha bây giờ anh chị đọc hết một cuốn sách hay đọc hết một cái sắp giấy à, một cái tập tài liệu mà mô tả về một cái bức tranh nào đó với bây giờ tôi đưa cho anh chị một cái bức tranh đó bức tranh vẽ về cái hình đó luôn chỉ cần mấy giây thôi các anh chị sẽ nhớ bức tranh nó sẽ có những cái chi tiết gì nội dung gì ngay còn bây giờ tôi chưa đưa cho anh chị một sắp giấy miêu tả về cái bức tranh đó thì anh chị đọc cả tiếng cũng chưa hình dung ra được cái bức tranh đó luôn. Được không ạ? À? Nhưng mà các anh chị nhìn bức tranh đó một cái là các anh chị nhắm lại anh chị nhìn thấy những cái điều anh chị muốn thấy trong bức tranh đó luôn. Đúng không ạ? À? Thì đó chính là cái khả năng não bộ của mình đó. Nên là cái gì chúng ta cũng phải gì ạ? À? Có hình ảnh anh chị ha. Thì nó mới nhanh vào não được. Nên những anh chị nào chúng ta bảo là bây giờ khả năng hình dung của mình nó không được tốt, không có cảm xúc nhiều thì việc của các anh chị là gì? Lên Google search ra. Hôm trước tôi đã hướng dẫn các anh chị thiết lập mục tiêu năm 2023 rồi. Bây giờ mục tiêu 2023 muốn có cái gì đó, Lên Google search hết cái đó ra, tải về xong rồi in ra, cắt dán lên tường. Cắt dán cái bản tầm nhìn của mình ấy. Nhìn nó mỗi ngày rồi lên YouTube bấm video cuộc sống phong cách sống của tỷ phú, của triệu phú của những cái người giàu của hội con nhà giàu ngồi xem họ đi họ xài túi họ đi chơi họ đi siêu xe sướng anh chị ơi coi cái tự nhiên mình rạo rực bên trong ấy hiểu à, không ạ à? bao trong số anh chị chúng ta hiểu điều này thì comment số 1 nha nên cái khả năng hình dung tưởng tượng ấy nó không phải từ đọc sách mà nó phải đến từ cái việc chúng ta nghe và thấy sau đó chúng ta gì ạ à? nói và suy nghĩ về nó nhiều và thứ ba là trải nghiệm hãy hình dung từ những cái đồ vật nhỏ anh chị ha từ những cái đồ vật nhỏ như cây bút nè hình nhìn nó đi nhắm mắt lại hình dung ra à thần bút nè nắp bút nè xong hình dung ra những cái đồ vật cầu kỳ hơn sau đó sẽ lên google sạch cái nhà biệt thự ven sông biệt thự ven hồ biệt thự villa biệt thự triệu đô ngồi nhìn nó đi vào hình dung nhìn nó xong nhắm mắt lại hình dung nó trực thăng rồi phi cơ rồi giờ dạ siêu xe ngồi sạch ra một đống hình ngồi nhìn đi nhìn cho đã nhìn không đã đúng không lên video xem lên youtube bấm ra anh chị ngồi một lạc luôn rồi ngồi xem ngồi xem mỗi ngày anh chị cứ luyện tập cho não bộ của mình xem từ 10 tới 15 phút anh là tiên nhiên một thời gian sau cái khả năng hình dung tương tượng anh chị nó phong phú lắm mà bây giờ chỉ cần nói cuộc sống giàu có thì bên trong cái lúc đó anh chị ha chỉ cần nói bây giờ anh chị muốn có cuộc sống như thế nào thì như bên trong anh chị bắt đầu nghĩ tới phi cơ nè siêu xe nè ăn nhà hàng năm sao nè du lịch ở năm sao nè còn bây giờ mà hỏi anh chị bây giờ anh chị muốn có cuộc sống như thế nào nhìn thấy phòng nhà mình xong nhìn nhìn ra ngõ thấy như đó, thấy dòng dòng như đó. Được không ạ? À? Nên cái khả năng hình dung tưởng tượng nó dễ lắm anh chị ơi. Bây giờ chúng ta có YouTube có Google nên là các anh chị cứ gì ạ, à? lên cho nó thoải mái, sáng tạo trí tưởng tượng của mình, nâng cao trí tưởng tượng của mình lên anh chị nha. Phát triển cái não phải của mình lên thông qua những cái hình ảnh anh chị và những cái video. Ok được không ạ? À? Rồi thì ok đó chính là cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay ừ, cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tú trong buổi tối ngày hôm nay ạ ạ. À. và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 20 giờ tối thứ hai à, và tú cũng chia sẻ anh chị một điều là gì à, trong tối ngày thứ hai và cũng như là gì à, à, bởi vì uh, thứ nhất là anh chị uh, chúng ta mà làm cái chu kỳ mà 28 ngày á sẽ um, bị dính vào một cái ngày thì tú thì vẫn làm được anh chị nha nhưng mà bởi vì nó bị vướng vào cái lịch đi uh, chơi với con lạc bộ anh chị nên là tôi sẽ làm nó vào ngày 29, 20, 28 hoặc 29 tháng 4. Còn trong cái tuần sau anh chị, trước hai tuần ấy, trước cái hai tuần ta bắt đầu thực hiện 28 ngày lần việc ơn ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị một vài cái quy trình và cũng như là sẽ hướng dẫn anh chị một vài cái bí kíp dành cho những anh chị mà chúng ta mới ứng dụng được hấp dẫn để mà chúng ta có thể giờ, à, thu hút được cái dòng tiền, cái kết quả mục tiêu tài chính của mình trong tháng tư này một cách gì nhanh hơn, dễ dàng hơn. À, sau đó chúng ta sẽ quay lại và, à, tiếp tục à, đồng hành cùng Tú trong cái à, chương trình 28 ngày thực hành làm bí ơn anh chị nha Nên là 20 giờ thứ hai các anh chị vẫn gặp Tú Chứ điều chúng ta sẽ à, đi một cái nội dung nó à, trước khi một cái nội dung mà để giúp anh chị có một vài cái quy trình Và à, giúp anh chị có một um, vài thêm một vài cái bí kíp ứng dụng được hấp dẫn à, Giúp các anh chị đạt mục tiêu của mình nhanh hơn Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 28 ngày làm bí ơn Được không ạ? À? Rồi ok Xin chào, hẹn gặp tất cả anh chị em vào 20 giờ tối thứ hai. Chúc tất cả anh chị ngủ ngon, chúc anh niệm thành công, giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh. À, cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Bye bye, I love you.